lại solo Movistar Trung Quốc, em Trung Quốc. Ngày tiếp theo là bị một con mũi cắn, má ơi, rồi nó bay, nó hay quá. Tay qua kia vừa mở luôn, coi coi chỗ nào mở, bóc chỗ nào đây, à ra chỗ nào, ra cái tiếng, chờ, bóc, 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 rồi chạm luôn, nó đắp lại rồi chứ không sao, càng nghe, nó bự quá các bạn, tay đóng hết. Nằm bên máy là một tay mở thôi thì khó à. Căng ha. Mở tay luôn mất thời gian. Đấy. Ra rồi. Các bạn thử mở tay coi, nó khó khăn lắm đấy. Trung Quốc à, má ơi, sao mũi này định định nó cắn mình hoài vậy? Trung Quốc nhìn giá cái hàng hãng này nhìn nó đẹp, chất lượng. Trung Quốc nhìn tù quá, hàng giá rẻ, bóc nó lên luôn nữa, vũ nó ra, nó ra không ra luôn mà. Tài rất là khó giải quyết ha. Đấy, ra rồi. Line Zero màn hình China China đại học đẹp trên Movistar màu trắng dữ tận ra rồi. Mấy mũi này đâu có sợ hoàng đâu à, ngồi chừng hai cái quạt thổi như mình ào vậy, nó cũng ba lẻ trắng hai trắng rồi. Movistar Trung Quốc cảnh báo gì nè, để hạn chế rủi ro cháy nổ xin lưu ý chỉ sử dụng pin và phụ kiện chính hãng, không tự lưu ý tháo rời vỏ pin, đánh là biến dạng chập mạch điện của pin, sử dụng trong môi trường ẩm ướt, tránh sử dụng pin ở nhiệt độ cao 60 độ, gặp 40 độ F. Này cái China gì mà tiếng Việt không vậy chứ, qua đặt Trung Quốc về bán kiếm lợi, chất lượng kém mà, mau hư.